mừng tất cả quý vị và các bạn đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, Minh Châu và đầu bếp Văn Thành xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình cũng như là đã gửi thư gọi điện thoại về đóng góp ý kiến để chương trình ngày một tốt hơn. Hiện nay trên tay của Minh Châu là một lá thư của khán giả Ngọc Tuyền ở thị xã Bến Tre với một bài thơ tự sáng tác dành tặng cho chương trình của mình đó anh Thành. Để đón Thành nghe ha. Mỗi ngày đều có món ngon, chiên xào nấu nướng, thơm giòn làm sao, cách làm cũng thật là mau, ai ai thưởng thức ăn vào đều khen. Bài thơ quá hay đi. Chỉ có mấy câu thôi mà đầy đủ ý nghĩa lắm nè. Em cũng thấy vậy đó. Mà trong thư á, bạn Tuyền còn có một cái yêu cầu nho nhỏ như vậy nè, là anh đầu bếp hãy hướng dẫn một món ăn đến từ Nhật Bản, nhưng mà nguyên liệu phải đơn giản, dễ tìm, dễ mua. Anh cũng vừa nghĩ ra một món xuất xứ từ Nhật Bản nhưng mà rất là gần gũi với khẩu vị của người Việt mình để giới thiệu với quý vị ngày hôm nay. Vậy thì anh còn chần chờ gì nữa, anh hãy nói cho tất cả quý khán giả cùng biết đi. Món ăn này rất gần gũi với người Việt mình, chắc chắn là bạn Tuyền và quý vị đây sẽ rất thích. Không để quý vị chờ lâu, món này có tên gọi là món cơm chiên xuất tương. Để chuẩn bị cho món cơm chiên xuất tương này, dĩ nhiên không thể thiếu nguyên liệu chính là cơm. Chúng ta sẽ cần dùng 3 trứng cơm nấu chín để nguội từ gạo tài nguyên, một cái đùi gà, nửa miếng hủ chiên, 100g măng luộc, nửa củ cà rốt, cần tây, qua rô, hành lá. Gia vị cần dùng là dầu ăn, tiêu, đường, nước tương ly sa và sốt tương ly sa. Từ đầu thì mình đã thống nhất với nhau là nấu một món Nhật, tại sao lại dùng gạo tài nguyên của Việt Nam, không dùng gạo Nhật hả anh? Dùng gạo Nhật thì đúng theo yêu cầu của món ăn đó. Nhưng mà gạo Nhật thì cũng hơi là khó kiếm, với lại gạo riêng gạo tài nguyên của Việt Nam mình thì vừa thơm và có độ dẻo nè, và có độ tươi xốp thì rất là phù hợp với món cơm chiên kiểu Nhật này. Em hiểu rồi. Bây giờ mình sẽ luộc gà trước ha. Dạ. Rồi bây giờ nước đang nguội ha, mình sẽ bỏ gà và mình luộc luôn. Rồi em mở lửa đi. Rồi. Rồi trong thời gian mà chờ cái đùi gà chín á, mình sẽ cắt cái cà rốt này hạt luộc. Rồi bây giờ mình sẽ cắt tiếp cái đậu hũ qua đô hành cần nha. Dạ. Cần tây. Cần tây này mình cũng cắt miếng luôn. Còn cái ba rô này mình cũng cắt nhuyễn ha. Hành lá mình cũng cắt nhuyễn để lá mình xi. Nước nó sôi lên tăng rồi nè. Thì bây giờ gà đã chín rồi, mình vớt ra bỏ vào nước lạnh luôn. Bây giờ còn cái nước sôi này mình sẽ luộc sơ cái măng này luôn. Dạ đúng rồi, rất là tiết kiệm ha. Rồi. Mình đốt cái thời gian được đó. Bây giờ, mình sẽ pha cái nước sốt với 2 muỗng nước lọc nè, 2 muỗng sốt tương lisa và 2 muỗng nước tương lisa. Rồi mình sẽ cho vào đường, một muỗng nhỏ cà phê thôi. Và sẽ quậy đều cho tan cái gia vị này nhé. Đây, đếm giúp anh Hà. Rồi, em giúp anh cái này nha. Dạ. Rồi bây giờ măng mình vớt ra, chúng ta sẽ dùng cái nước này mình luộc cà rốt luôn ha em ha. Đúng rồi. Như vậy thì các bạn nội trợ sẽ rất là thích đó anh. Tại vì có một cái nồi nước thôi mà làm được rất là nhiều việc ha. Rồi, xong, em quậy rất là tan đều rồi nè. Rồi, cảm ơn em, để đó cho anh. Bây giờ cà rốt đã được rồi, mình vớt ra ha. Để vào nước lạnh cho ráo. Bây giờ mình sẽ cắt thịt gà này hộp lũ luôn nha. Mà phải lóc xương mình phải lóc ra. Đó, mình cắt cái này ha. Bây giờ mình cũng cắt măng luôn ha. Rồi anh sẽ trộn cái sốt vào cơm trước. Anh trộn sốt vào cơm trước chắc là để cho cơm được thấm rồi đậm đà hơn đúng không? Đúng rồi. Cái phần sốt tương này mình sẽ trộn vào cơm nhưng mà mình chừa lên một muỗng để một tí nữa mình xào mấy cái nguyên liệu phần kia nha. Mình sẽ chừa lên một muỗng này để đây. Giờ cái này mình sẽ trộn sơ trước. Rồi bây giờ Minh Châu giúp anh bắt một cái chảo lên nha. Mình bắt đầu mình chiên cơm nè. Sẵn sàng. Mình sẽ cho dầu vào ha. Dạ. Rồi. Đây mình sẽ cho hành bỏ đồ vào trước nha. Rồi, hành bộ đô được rồi nè. Mình sẽ cho thịt gà, măng. Gà, măng. Rồi. Và cà rốt vào mình xào trước ha. Thơm quá. Rồi, bây giờ mình làm cũng hấp dẫn hết á. Bây giờ mình sẽ cho cái đậu hũ vào ha. Dạ. Rồi, cho cái cần tây vào luôn. Để nó có mùi thơm của cần tây nữa nha. Dạ. Rồi, bây giờ anh sẽ cho cái sốt tương này vào. Ừ.
Rồi sắp tiếp. Sắp tiếp. Rồi bây giờ mình sẽ cho cơm vào từ từ nha. Dạ. Cái cơm mình nãy mình đã trộn trước rồi đó. Bây giờ nó là thấm rồi. Bây giờ nó thấm rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ trang trí lên một ít hành lá nè. Dạ. Và cho lên một chút tiêu. Anh sẽ cho vào mấy miếng ớt cho đẹp nha. Đó. Ôi. Rồi bây giờ anh mời Minh Châu dùng thử món cơm chiên này nha. Dạ. Cái mùi sốt tương Lisa rất là thơm, thơm đậu nành tự nhiên nè. Món này ăn với lại nước tương Lisa thì tuyệt vời. Mặc dù là món ăn xuất xứ từ Nhật nhưng rất là gần gũi với khẩu vị người Việt của mình. Vậy là cuối tuần này Minh Châu và quý vị đã có một món ăn dùng với sốt tương rất là độc đáo. Chính xác, vừa cho vô miệng thôi là đã cảm nhận được cái vị sốt tương và nước tương á, rất là đặc biệt. Quý vị cũng đừng quên đóng góp ý kiến để chương trình Món Ngon Mỗi Ngày ngày một tốt hơn. Hộp thư của chương trình là hộp thư số 1, Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai. Hoặc quý vị hãy gọi điện thoại về trung tâm tư vấn khách hàng công ty Ajinomoto, số điện thoại 061-882-6188. Bây giờ thì Minh Châu, đầu bếp Văn Thành xin nói lời chào tạm biệt tất cả quý vị. Hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.